Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành phiên trọng thể. Dự đại hội có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đoàn qua các thời kỳ. Đại hội có sự tham dự của mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 200 đoàn viên ưu tú, đại diện cho tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng của hơn 40.000 đoàn viên thanh niên tỉnh nhà. Về phía Trung ương đoàn có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đoàn. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã nỗ lực, xung kích, sáng tạo, gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh nhà. Các cấp bộ đoàn đã hoàn thành 24 trên 24 nội dung thuộc 10 nhóm chỉ tiêu quan trọng do Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 12 đặt ra, đã đạt và vượt kế hoạch. Trong 5 năm qua, đoàn viên thanh niên đã thực hiện hơn 7.500 công trình thanh niên từ cấp tỉnh đến cơ sở với tổng trị giá trên 40 tỷ đồng. Các phong trào khác của đoàn viên thanh niên đã góp phần tạo sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống, diện mạo quê hương, khích lệ tinh thần đoàn kết, sáng tạo vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Với khẩu hiệu hành động, khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của đoàn. Có ít nhất 3.500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ, triển khai, hiện thực hóa. Đoàn cũng đề ra 8 chương trình, đề án và 3 lĩnh vực đột phá để đưa phong trào, hoạt động đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả, phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo và khơi dậy được khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Với những kết quả đạt được, tuổi trẻ Quảng Trị vinh dự được đón nhận huân chương độc lập hạng nhì, cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Chính phủ, bằng khen của Trung ương đoàn giai đoạn 2016-2020. Tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị. Đây là những thành quả quan trọng tạo tiền đề hỗ trợ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ được xác định. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là phải đào tạo, bồi dưỡng, hình thành một thế hệ thanh niên Quảng Trị có những phẩm chất tốt đẹp, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, sức khỏe dồi dào, là những người tiên phong trong việc hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia số. Với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, nhất là những thành tựu số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Chính thế hệ trẻ, thế hệ của các đồng chí đoàn viên thanh niên sẽ là người tiên phong hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đó. Vì vậy, các cấp bộ đoàn cần đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phát huy tiềm năng thế mạnh của đoàn viên thanh niên trong việc nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ, đi đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 17 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. Định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn hội đội, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. Đoàn viên thanh niên chiếm gần 37% lao động toàn tỉnh. Đồng chí mong muốn thanh niên cần thúc đẩy và phát huy vai trò đi đầu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đây chính là sứ mệnh quan trọng của thanh niên thời đại mới, thể hiện rõ tính hành động của đoàn, của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội. Khởi nghiệp lập nghiệp không chỉ là con đường chinh phục ước mơ của thanh niên, mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn hơn của quê hương, của toàn dân tộc. Mỗi thanh niên có việc làm, mỗi lao động trẻ có chuyên môn sâu,
mỗi doanh nhân trẻ hoạt động thành đạt cũng chính là đang tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước một cách tốt nhất thông qua phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, tổ chức đoàn cần tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy khuyến khích hỗ trợ, khơi dậy động lực tiếp lửa cho đoàn viên thanh niên trên con đường khởi nghiệp và lập nghiệp. Thường xuyên theo dõi nắm bắt nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để định hướng tư vấn nghề nghiệp phù hợp, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho thanh niên, tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Trong nhiệm kỳ mới, đoàn cần tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên, chung kết thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là ba chương trình mục tiêu cấp quốc gia là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang cũng đề nghị các cấp ủy đảng trong tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo của mình đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cung cấp, xác định rõ hơn, thực hiện tốt hơn phương châm xây dựng đoàn là xây dựng đảng trước một bước, tập trung thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác thanh niên. Gửi gắm sự tin tưởng, kỳ vọng đối với tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn tỉnh lần thứ 13, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị bức trướng với nội dung Tuổi trẻ Quảng Trị khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp. Trước đó, tại phiên thứ nhất vào ngày 15 tháng 9, Đại hội đã bầu Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 13 gồm 29 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Thu tiếp tục tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Quảng Trị khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2022. Tập đoàn FPT trao tặng tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị 500 máy tính.